Mitsubishi Expander bán tại Việt Nam, chiếm 10% doanh số toàn cầu. Chỉ hơn một năm ra mắt tại Việt Nam, Mitsubishi Expander đã đạt doanh số 25.000 xe tới khách hàng, chiếm 10% tổng số xe Expander bán ra toàn cầu. Theo thông tin từ Mitsubishi Việt Nam, chỉ trong vòng hơn một năm ra mắt, Mitsubishi Expander đã đạt được doanh số ấn tượng với 25.000 xe, được giao tới khách hàng tính đến thời điểm thống kê, vào tháng 5 năm 2020. Kể từ khi ra mắt, mẫu xe này đã khuấy lên cơn sốt MPV cỡ nhỏ giá rẻ tại thị trường Việt Nam. Để tri ân tất cả khách hàng đã tin tưởng sử dụng Expander, hãng sẽ dành tặng một voucher thay dầu miễn phí cho tất cả 25.000 khách hàng đang sở hữu mẫu xe này. Với mong muốn tạo sân chơi cho khách hàng, thông qua những khoảnh khắc gia đình với mẫu xe Expander, Mitsubishi Việt Nam tổ chức cuộc thi ảnh tự hào đại gia đình Expander với giải thưởng 300 mô hình xe Expander. Bên cạnh đó, với các khách hàng mua Mitsubishi Expander trong tháng 5 năm 2020, sẽ nhận được quà tặng bảo hiểm vật chất lên đến 9 triệu đồng. Mitsubishi Expander được biết đến là mẫu xe thiết kế đột phá với vẻ đẹp hiện đại, tính tiện dụng cao và là lựa chọn lý tưởng dành cho khách hàng tại thị trường Đông Nam Á. Trong vòng 3 năm được giới thiệu, tổng số xe Expander bán ra trên toàn cầu tính đạt 251.064 chiếc tính đến tháng 3 năm 2020. Việt Nam được xem là thị trường ấn tượng khi chỉ hơn một năm bán ra, đã chiếm sấp xỉ 10% tổng doanh số kể trên. Ngoài thành tích mẫu xe bán chạy nhất phân khúc MPV tại Việt Nam năm 2019, Mitsubishi Expander còn luôn nằm trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất Đông Nam Á năm 2018-2019. Ở Indonesia, Expander được xem là mẫu xe thành công nhất năm 2018, khi đạt được 9 giải thưởng từ các tạp chí về xe uy tín, lọt vào top đầu doanh số trong nhiều tháng liên tiếp. Hay tại Philippines, trong năm 2019, Expander cũng giành được giải thưởng mẫu xe của năm và mẫu xe có thiết kế xuất sắc nhất cho hạng mục xe MPV. Bước sang năm 2020, Mitsubishi Expander tiếp tục đạt giải thưởng MPV cỡ nhỏ tốt nhất năm 2020 do tổ chức Automotive Award Indonesia bình chọn và đánh giá. Đây là lần thứ hai Expander nhận được giải thưởng này tại thị trường Indonesia. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.